Với 500 ngàn thì chúng ta có thể sở hữu được một mẫu đồng hồ hay là không? Câu trả lời thì là có, thế nhưng mà về phần chất lượng hay độ bền bỉ thì mới lại không chắc. Và trong video ngày hôm nay, để có thể cân bằng giữa việc chất lượng này đi kèm với một mức giá phải chăng thì mày có ở đây 5 mẫu đồng hồ với mức giá dao động từ 500 cho tới 800 ngàn. Và các bạn cứ yên tâm đi, đây đều là những mẫu đồng hồ có chất lượng bền bỉ này để các bạn có thể sử dụng trong một khoảng thời gian rất là dài. Và chào mừng các bạn đã đến với kênh Đồng Hồ Hải Chiếu. Và trước khi đến với chi tiết mẫu đồng hồ đầu tiên thì mình bật mí với các bạn là 5 mẫu đồng hồ ngày hôm nay sẽ đều đến từ thương hiệu Casio. Và tại sao lại là như vậy? Thì có lẽ là chúng ta không còn cảm thấy xa lạ gì với thương hiệu đồng hồ Casio nữa. Một trong những thương hiệu luôn mang tới cho chúng ta những mẫu đồng hồ chất lượng này bền bỉ có thể sử dụng lên tới cả 10 năm. Tuy nhiên mức giá lại rất dễ tiếp cận từ học sinh sinh viên luôn. Và đầu tiên thì chúng ta phải kể tới mẫu đồng hồ huyền thoại là Casio F91W1HDG. Một mẫu đồng hồ có thiết kế hiện đại nam tính, chúng ta có một mặt số được bố trí cực kỳ đẹp mắt. Vỏ và dây đeo thì được làm từ cao su rất là êm ái và bền bỉ. Và chúng ta có một sự kết hợp hoàn hảo để tôn lên một cái vẻ đẹp đơn giản nhưng mà vẫn đầy cá tính. Đường kính của mẫu đồng hồ này sẽ là 38.2, sẽ phù hợp với đại đa số cổ tay của đàn ông Việt luôn. Nó đâu đó trong khoảng từ 15 cho tới 18cm này. Mặt kính của chúng ta sẽ được làm từ chất liệu resin glass, có nghĩa là kính nhựa. Đây cũng là một trong những cái chất liệu nó khá là bền bỉ giúp chúng ta có thể bảo vệ được mặt kính ở bên trong này. Khi mà kết hợp với dây đeo cao su nữa thì tất cả những cái va đập mẫu đồng hồ này đều có thể cân tất. Khả năng chống nước của mẫu đồng hồ này thì chúng ta chỉ dừng lại ở mức 3 ATM thôi. Thế nhưng mà với những sự trải nghiệm thực tế của mình với mẫu đồng hồ này thì 3 ATM đã quá đủ, quá thừa để chúng ta có thể sử dụng mẫu đồng hồ một cách an toàn nhất. Về các chức năng của mẫu đồng hồ này thì chúng ta có một ô lịch này, bộ bấm giờ này, giờ kép, đèn led và đi kèm một vài chức năng khác cũng khá là thuận tiện cũng như là phổ biến để chúng ta có thể sử dụng đồng hồ một cách tiện lợi và thông minh hơn. Một mẫu đồng hồ có độ chính xác cao, một thiết kế không bị lỗi thời và đặc biệt là độ bền bỉ, thậm chí chúng ta có thể sử dụng lên tới 10 năm thì đây thực sự là một mẫu đồng hồ mà các bạn nên cân nhắc ở trong cái tầm giá 492.000 đồng nhé. Đến với mẫu đồng hồ thứ hai sẽ có một số mã là MW2407BVDF với mức giá là 572.000 đồng, cũng là một cái phong cách cực kỳ trẻ trung với hai tông màu đen và trắng này. Hai tông màu này thì chúng ta cũng rất là dễ sử dụng và chắc chắn là nó cũng sẽ không bị lỗi thời theo thời gian luôn. Rồi cụ thể với thiết kế của mẫu đồng hồ này, khi mà nhìn vào mặt số thì các bạn có thể thấy ngay những chữ số Ả Rập vô cùng lớn ở đây, từ 1 cho tới 12 này. Bộ kim chỉ thì cũng vô cùng lớn để chúng ta có thể theo dõi giờ một cách chính xác và nhanh chóng hơn. Với thiết kế này thì nó cũng mang hơi hướng một chút khá là thể thao và rất là phù hợp với những ai mà yêu thích một cái phong cách nó có phần mạnh mẽ một chút xíu. Chất liệu được hoàn thiện cho mẫu đồng hồ này thì chúng ta sẽ có một mặt kính mirror crystal là loại kính cứng á. Với loại kính này thì chúng ta có khả năng chống va đập này và cũng có thể đánh bóng lại như mới nếu như mà bị chảy xước luôn. Về phần dây đeo thì chúng ta sẽ được làm từ chất liệu cao su và nó cũng thực sự rất là bền bỉ để chúng ta có thể sử dụng nhé. Khả năng chống nước của mẫu đồng hồ sẽ là 5 ATM, một con số cũng đã đủ đối với những mẫu đồng hồ Casio và các bạn cảm thấy an tâm. Đến với đường kính của chúng ta thì mẫu đồng hồ này cũng sẽ có một đường kính cũng khá là lớn với 43.6, bề dày sẽ là 10.3. Với đường kính này thì nó sẽ chỉ phù hợp với những ai có cổ tay to thôi, cụ thể sẽ là từ 18-17cm trở lên. Vì là một mẫu đồng hồ pin đến từ thương hiệu Casio, chính vì vậy các bạn cũng không cần phải lo lắng đến vấn đề sai số nhé. Bởi lẽ vì là đồng hồ pin nên chúng ta sẽ có một cái khả năng chính xác hơn rất là nhiều so với những mẫu đồng hồ cơ. Và chúng ta cũng không cần phải điều chỉnh giờ quá nhiều trong quá trình mà chúng ta sử dụng. Với mẫu đồng hồ tiếp theo thì chúng ta lại có phần hơi cổ điển một chút xíu và cũng có một mức giá lên tới 800 ngàn rồi. Vậy mẫu đồng hồ này thì chúng ta tại sao nó lại là cổ điển? Bởi lẽ chúng ta có những cái phối màu với màu đen này, tông màu vàng ở phần khung niềng và mặt số chữ Ả Rập thì nó cũng mang tới cho chúng ta một cái chút vintage cổ điển nào đó nhất định. Cụ thể với mẫu đồng hồ này thì chúng ta sẽ có một số mã là MTBV002GL7B2UDF với mức giá là 803.000 đồng. Cổ điển và sang trọng là những cụm từ mà chúng ta có thể dành cho mẫu đồng hồ này. Đi sâu hơn vào phần thiết kế thì chúng ta sẽ có một thiết kế với những cọc số dưới dạng chữ Ả Rập này, kết hợp với một bộ kim cực kỳ thanh mảnh cũng cùng với một tông màu vàng luôn để mang lại một cái sự đồng nhất giữa phần kim chỉ cũng như là phần khung niềng. Và sự thanh mảnh này cũng khiến cho mẫu đồng hồ của chúng ta trở nên tinh tế và sang trọng hơn.
Ở vị trí 3 giờ thì các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ được trang bị một ô lịch ngày khá là quen thuộc và cũng rất là thuận tiện cho chúng ta theo dõi thời gian cũng như là sắp xếp công việc này. Tất cả những chi tiết này thì nổi bật ở trên nền mặt số màu trắng và chúng ta cũng sẽ có một đường kính mặt số khá là phải chăng, mà mình nghĩ với con số này thì nó cũng sẽ phù hợp với đại đa số cổ tay của đàn ông Việt, cụ thể là 37mm với bề dày là 9.6mm. Chúng ta có một cái hàn anh chống nước là 3ATM, như mình nói 3 hay là 5ATM đây là những con số khá là phổ biến xuất hiện ở trên những mẫu đồng hồ Casio. Chất liệu hoàn thiện cho mẫu đồng hồ này, đầu tiên là về phần mặt kính thì chúng ta sẽ được trang bị mineral crystal, loại kính cứng có khả năng chống va đập này và cũng có thể đánh bóng lại như mới luôn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một mẫu đồng hồ có phần thể thao và nam tính hơn. Cụ thể với mẫu đồng hồ này thì chúng ta sẽ có một số mã là MRW200H1EVDF với mức giá là 856.000 đồng. Ở đây với thiết kế này thì chúng ta sẽ nghĩ ngay tới dòng đồng hồ Casio G-Shock đúng không? Thế nhưng đây là một mẫu đồng hồ Casio bình thường theo đuổi một cái phong cách thể thao thôi. Tại sao nó lại thể thao này? Khi mà chúng ta nhìn vào cái phần thiết kế này, ở phần mặt số chúng ta sẽ có những cọc số và kim chỉ rất là to bản và được làm nổi bật, chúng ta còn được phủ thêm một lớp dạ quang nữa. Bên cạnh đó, phần viền bezel thì cũng được khắc những con số vô cùng mạnh mẽ từ 5 cho tới 60 này. Nó thể hiện được cả việc là chúng ta có thể theo dõi giờ nhanh hơn, ví dụ như là giây hay là xem phút chẳng hạn. Ở tại vị trí 12 giờ thì chúng ta có một hình tam giác ngược, nó cũng mang lại một cái điểm nhấn nhất định khi mà chúng ta đi trên mẫu đồng hồ này. Và tất cả những cái chi tiết đó thì chúng ta sẽ được làm với những cái tông màu vàng để nổi bật ở trên cả một cái thiết kế màu đen. Từ phần mặt số cho tới dây đeo, phần dây đeo của chúng ta thì cũng được thiết kế khá là mạnh mẽ với những đường vân. Cùng với chất liệu cao su thì nó thực sự mang tới cho chúng ta một khả năng sử dụng vô cùng bền bỉ luôn. Và để bảo vệ được mặt kính thì chúng ta sẽ sử dụng chất liệu là kính nhựa nhé. Loại chất liệu này thì nó cũng mang tới cho chúng ta một khả năng bền bỉ và có thể hạn chế được mọi va đập luôn. Và với thiết kế này thì chúng ta chắc chắn sẽ có một đường kính mặt số khá là lớn với 45mm. Và tất nhiên nó cũng sẽ phù hợp với những ai có cổ tay từ 18cm trở lên mà thôi. Khả năng chống nước thì con số cực kỳ ấn tượng với 10ATM. 10ATM nhưng mức giá của mẫu đồng hồ này chỉ là hơn 800.000 thôi. Có thể nói đây là một điểm cộng rất lớn dành cho mẫu đồng hồ này. Chúng ta có thể sử dụng đi mưa, thậm chí là đi bơi chẳng hạn. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng được trang bị một ô lịch thường ngày ngay tại vị trí 3 giờ, rất là quen thuộc ở đây. Với mẫu đồng hồ vừa rồi, nếu như bạn là một người yêu thích phong cách thể thao mạnh mẽ nhưng lại không có đủ nguồn tài chính để mua cho mình những mẫu đồng hồ Casio G-Shock thì đây thực sự là một cái sự lựa chọn hoàn hảo để các bạn có thể cân nhắc. Rồi, đến với mẫu đồng hồ cuối cùng trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ có một thiết kế thanh lịch hơn, có phần mạnh mẽ hơn với tông màu đen được bao phủ từ phần mặt số cho tới dây đeo. Cụ thể với mẫu đồng hồ này, chúng ta sẽ có một số mã là MTB V006L 1B2UDF với mức giá là 856.000 đồng. Đầu tiên thì đây là một mẫu đồng hồ rất là nhỏ gọn và sẽ phù hợp với đại đa số cổ tay của đàn ông Việt. Cụ thể chúng ta sẽ có một đường kính là 38mm với bề dày 9.4mm. Kết hợp với thiết kế phần mặt số chi tiết ở đây, chúng ta tại vị trí 3 giờ thì chúng ta sẽ có một ô lịch thứ ngày này, rất là thuận tiện để chúng ta có thể sắp xếp công việc. Rồi bên ngoài thì chúng ta sẽ bắt gặp những cọc chỉ giờ dưới dạng chữ số Ả Rập. Đi vào vòng trong thì chúng ta sẽ có những con số như 5, 10, 15 cho tới 60 để chúng ta có thể theo dõi thời gian phút nhanh hơn. Những cái chi tiết này thì chúng ta sẽ được thiết kế với tông màu trắng để nổi bật ở trên nền mặt số màu đen. Ngoài ra, bộ kim chỉ của chúng ta cũng được thiết kế rất là thanh mảnh và hài hòa nổi bật ở trên nền mặt số này. Mặc dù với cái nhìn đầu tiên thì có vẻ như là mặt số này có khá là nhiều chi tiết, nó sẽ gây rối mắt. Thế nhưng mà với cá nhân mình thì mình thấy nó cũng được sắp xếp một cách gọn gàng và tinh tế để giúp chúng ta có thể theo dõi giờ một cách nhanh chóng mà cũng không có cảm giác rối mắt luôn. Và bảo vệ mặt số của chúng ta sẽ là mặt kính mineral crystal có khả năng chống va đập này. Về phần khung niềng thì chúng ta sẽ được làm từ chất liệu thép không gỉ 316L mang lại một khả năng bền bỉ hơn. Khả năng chống nước của chúng ta sẽ là 3ATM, một con số đủ để chúng ta an tâm khi mà chúng ta sử dụng mẫu đồng hồ này rồi. Và khi mà kết hợp với dây da màu đen, nền mặt số màu đen nữa thì chúng ta đeo trên cổ tay nó sẽ mang tới cho chúng ta một cái sự huyền bí và mạnh mẽ nhất định. Và vừa rồi là 5 mẫu đồng hồ mà ngày hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn. Chúng ta có thể thấy là chúng ta có một mức giá khá là phải chăng, dao động trong khoảng từ 500 cho tới 800. Bên cạnh đó thì đi kèm với rất nhiều phong cách khác nhau để các bạn có thể cân nhắc phù hợp với nhu cầu và sự sở thích của mình nhé. Còn bây giờ ấy, nếu như các bạn còn muốn mình làm về chủ đề đồng hồ nào nữa thì hãy comment bên dưới phần bình luận nha. Và cũng đừng quên like, share và subscribe cho kênh Đồng Hồ Hoài Chiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye!